kính chào quý vị và các bạn. Sau hơn một tháng quay trở lại tuyến đường Nam Định Lạc Quần đường bộ ven biển, thì có thể nói tiến độ thi công của công trình là rất nhanh. Giai đoạn sau Tết thì có vẻ hơi chậm một chút, nhưng mà đến nay thì đã có rất là nhiều thay đổi rồi. Trước khi đi vào nội dung chính thì mời quý vị và các bạn là chúng ta sẽ đi lướt một vòng để cảm nhận được nhịp độ thi công của tuyến đường này. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh, like video, đồng thời chia sẻ kênh để tiếp tục đồng hành cùng Hải Đăng TV trong những chặng đường tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu từ vị trí cầu vượt Hồng Quang, nút giao với quốc lộ 21B. Mũi thi công này thì về cơ bản cũng không có nhiều thay đổi so với tháng trước. Năm nhịp chính hiện nay đã gác dầm và đổ bê tông xong bản mặt cầu. Lát can thì cũng đã đúc xong. Hiện nay chủ yếu hoàn thiện các phần việc phụ trợ như lắp hệ thống đường ống thoát nước và một vài công việc lặt vặt khác. Hiện tại khu vực gầm cầu thì đang được nhà thầu dùng để làm cầu tạm để vận chuyển cát và các vật liệu xây dựng khác vào phía đường ở bên trong. Nút giao này thì sẽ còn phải thi công thêm hai đường dẫn từ quốc lộ 21B lên cầu vượt nữa. Mũi thi công tiếp theo tại nút giao với tỉnh lộ 485B. Thật là đáng mừng là hiện nay tại nút giao này thì toàn bộ các hộ dân đã di rời sang nơi ở mới để trả lại mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công. Quý vị và các bạn có thể quan sát thấy toàn bộ hộ dân ở đây thì hiện nay đã di rời, mặt bằng đã rất là thông thoáng rồi. Khi đã có mặt bằng rồi thì tốc độ thi công sẽ được đẩy lên rất là nhanh. Tại mũi thi công tiếp theo ở tỉnh lộ 487B, tương tự như nút giao với tỉnh lộ 485B thì ở đây hiện nay đã được giải phóng mặt bằng xong rồi. Số hộ phải di rời tại nút giao này lớn hơn khá là nhiều so với tại nút giao với đường 485B. Nhưng mà hiện nay thì toàn bộ các hộ dân đã di rời đến ở mới rồi. Cống hộp tại đây cũng đã được thi công xong. Nút giao này và nút giao với đường 485B thì đều được thiết kế là nút giao cùng mức và có hệ thống đèn tín hiệu giao thông đảm bảo an toàn. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với nút giao với tỉnh lộ 487 gần khu vực thôn Suối Trì của huyện Nam Trực. Tại mũi này thì hiện nay khối lượng đào đắp cũng được khá là nhiều rồi. Hồi đầu tháng 3 thì vẫn còn một số hộ chưa di rời, tuy nhiên thì đến nay thì mặt bằng đã thông thoáng lắm rồi. Một trong những công việc khiến cho chủ đầu tư và nhà thầu lo lắng nhất khi thi công các công trình xây dựng đó là công tác giải phóng mặt bằng. Việc giải phóng mặt bằng chậm sẽ gây ra rất là nhiều hệ lụy không mong muốn cho nhà thầu cũng như là chủ đầu tư và các cái hộ dân ở xung quanh đó. Mũi thi công tiếp theo tại nút giao với tỉnh lộ 488B tuyến mới. Đường này chính là đường chạy từ quốc lộ 21A về thị trấn Liễu Đề. Quý vị và các bạn có thể quan sát thấy khu vực này so với cách đây hơn một tháng thì khối lượng đào đắp đã được khá nhiều. Toàn bộ con mương chạy chéo qua đường thì đã được lấp lại. Có lẽ nhà thầu sẽ xử lý cống hộp tại một vị trí khác thay vì phải làm một cái cống chéo rất là dài. Khu vực này hiện nay mặt bằng cũng đã được giải phóng xong, toàn bộ các hộ dân thì cũng đã di rời sang nơi ở mới rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mũi thi công tại nút giao với tỉnh lộ 488B, tuyến cũ. Đây là tuyến đường chạy từ Ngặt Kéo về thị trấn Cát Thành. Vị trí này thì về cơ bản cũng không có nhiều thay đổi. Có lẽ hiện nay nhà thầu đang tập trung thi công các cái mũi phía bên trong các cái nút giao. Mũi thi công tiếp theo và có nhiều thay đổi nhất đó là cầu Lạc Quần 2. Như video gần đây Hải Đăng TV đã đưa tin thì cầu Lạc Quần 2 hiện nay phía bên Trực Ninh đã giải phóng xong mặt bằng rồi. Nhà thầu đã thi công gần xong 3 trụ ở phía ngoài đê và đang tiếp tục khoan nhồi và thi công các cái trụ còn lại ở phía trong đê. Phía giữa sông thì hiện đã được chia thành 2 mũi thi công tương ứng với 2 trụ cầu chính. Tại đây thì nhà thầu đang tiến hành thi công phần đế trụ của 2 cái trụ cầu chính ở giữa sông. Phía bên Xuân Trường thì hiện nay đã đúc xong toàn bộ trụ cầu và đã gác dầm được 3 nhịp rồi. Có thể nói tiến độ thi công của cầu Lạc Quần 2 là rất nhanh, tốc độ được thay đổi theo từng ngày. Một mũi thi công khá quan trọng nữa đó là cầu vượt sông Sò. Cái cầu này thì Hải Đăng TV cũng vừa đưa tin cách đây vài hôm. Hiện nay cầu đã gác dầm được 2 nhịp và vẫn đang tiến hành thi công các cái trụ cầu còn lại. Mặc dù thi công không nhanh như cầu Lạc Quần 2, tuy nhiên đây là cây cầu qua sông nhỏ nên không có nhịp nào thi công theo phương pháp đúc hỡ cân bằng,
Chính vì thế sau khi đúc xong trụ thì tiến độ thi công của cầu sông So sẽ được đẩy lên khá là nhanh. Mũi thi công cuối cùng là tại điểm cuối của tuyến đường này, đó chính là nút giao với quốc lộ 37B và đường bộ ven biển. Mũi này thì mặt bằng cũng đã được giải phóng xong từ cách đây một tháng rồi. Hiện nay thì nhà thầu vẫn đang tiến hành các công việc xử lý gia cố nền đường. Phía bên trong thì cũng đã bắt đầu đổ đá dăm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã đi từ điểm đầu đến điểm cuối của tuyến đường mới Nam Định Lạc Quần, đường bộ ven biển. Có thể nói đến thời điểm này thì tuyến đường đã giải phóng xong mặt bằng khoảng trên 90% rồi. Toàn bộ tuyến đường thì đã hình thành nên hình hài một con đường rất là rõ nét rồi. Hiện nay quý vị và các bạn nhìn từ Google Maps thì đoạn từ thành phố Nam Định đến Nam Thanh, Nam Trực đã lên hình rồi, nhìn rất rõ hình hài của một tuyến đường. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định Lạc Quần, đường bộ ven biển sau khi hoàn thành sẽ kết nối hài hòa hạ tầng giao thông của tỉnh Nam Định với giao thông khu vực và quốc gia. Không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân mà còn khắc phục được các nhược điểm, hạn chế về hạ tầng kỹ thuật để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng thu ngân sách của tỉnh Nam Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Hải Đăng TV. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh, like video, đồng thời chia sẻ kênh để bà con Nam Định đang ở xa quê hương biết được tình hình phát triển kinh tế xã hội của quê nhà. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.